Cái này chỗ em đang cắt lúa rồi. Đó, giờ khung cảnh đang cắt lúa nè. Gặp mấy anh em đang bắt chuột nữa. Giờ hơi coi bắt chuột nè. Mới thấy nó chạy vô gì đó. Tùm lum là có cái bài lớn gì rồi đó. Đây cháu. Bỏ thì là bọn Vũ mày chiêu đổ hết nè Vũ, thử thử coi. Cũng mừng nữa, để mà e đó, bỏ là chạy luôn. Trời, trời, trời cái lộn cái đông mà kéo ấy, thấy nó đi chưa? Đồ à. Chào cái này nó cho anh đi sao. Mấy hai đặt giọng dính chân gì rồi. Là cái đông đó hả? Đông máy nó bảo nó kéo hết rồi đi. Đỡ đi. Yeah.
đậu đang đào cái nó buông ra chập chột cái lại quất đầu tao rồi quất dài họng luôn. Rồi cá luôn. Luôn nha. Ê, mới lúc đầu ra rồi. Mấy trăm lẻ năm cách lâu lâu trải nghiệm rồi đi ra đồng nữa.
Lại quay lúng rồi, lại quay lúng rồi. Qua qua quay lúng. Quay lúng bánh kìa. À, nè, này là chưa có vợ nha. Đang tuyển vợ. Làm mùa là 5-60 triệu nè. Bởi muốn anh cũng muốn bắt gãy đó nha cô chú anh chị. Bắt gãy. Nhà mà có con gái nhiều hai anh này làm thứ gì chưa nói. Đó, nào làm mặn như chơi không, đùa lúa nhẹ nhàng. Ủa cái 93 nó có ai ta? Mẹ thấy không chạy hai cây ra mà mới tầm. Sớm giờ anh kéo được nhiêu công rồi? Công rưỡi ha, công rưỡi sớm giờ công rưỡi. Mùa này anh thấy năng suất ở đây được không? Lúa năm bao công hả bạn ơi? Công năm bao hả? Trời ơi trời, chết nữa. Mùa này kéo cái này biết nào mùa hôi nữa. Người anh tự anh chạy không? Bữa nay em dỗ nhà vợ anh nha. Sớm nhà ông ba tuổi đi.
bây giờ là hiện tại bây giờ là rồi mấy anh em bắt chuột, còn cái dạ clip nữa bắt chuột này. Đấy, để mất đi kìa. Thấy chuột tới đó. Dạ 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 tới. Đây có chuột con kìa. Ừ, mới nãy trong đống đó. Đó. Chỗ nào?